Song song với việc dạy và học trực tuyến, các trường học tại Hưng Yên đang tích cực chuẩn bị các điều kiện, sẵn sàng đón học sinh đi học trở lại. Từ đầu năm học mới đến nay, ngày nào giáo viên trường mầm non Quảng Lãng huyện Ân Thi cũng chia ca tới trường. Không đón trẻ tới lớp, không giảng dạy trực tuyến, nhưng phòng học thiết bị đồ chơi vẫn luôn gọn gàng vệ sinh. Nhiều vật dụng trang trí bị hỏng trong thời gian được trưng dụng làm nơi cách ly tập trung đã được bổ sung sửa chữa. Tất cả đã sẵn sàng cho ngày đón trẻ trở lại trường. Trường lớp lúc nào cũng tổng vệ sinh, lau chùi khử khuẩn và cái đồ dùng trang thiết bị y tế của nhà trường nó luôn luôn đầy đủ, cũng không có cái gì là cái bỡ ngỡ cả. Khi giáo viên tiêm đủ 2 mũi vaccine thì sẽ sẵn sàng các điều kiện để đón các con đến trường. Chúng tôi họp đưa ra những cái ý tưởng hay để thiết kế những cái bài giảng để củng cố cho các con kỹ năng mà vệ sinh và phòng dịch khi các con quay trở lại trường. Tại trường Trung học phổ thông Minh Châu, huyện Yên Mỹ, hơn 90% giáo viên đã được tiêm đủ 2 mũi vaccine COVID-19. Số còn lại cũng đã được tiêm mũi 1. Để có thể đón học sinh trở lại trường ngay khi thầy cô đáp ứng điều kiện về tiêm chủng, nhà trường đang tích cực chuẩn bị. Nhiều khả năng khi học sinh đi học trở lại sẽ phải chia ca chia lớp, nên ban giám hiệu tập trung xây dựng kế hoạch, lập thời khóa biểu, cân bằng giữa dạy kiến thức mới và ôn tập kiến thức học trực tuyến, đồng thời chú trọng các biện pháp phòng dịch, sửa chữa hệ thống nhà vệ sinh, công trình nước sạch. Chuẩn bị các cái thiết bị về máy đo thân nhiệt, về cái khẩu trang cũng như là các cái khu rửa tay vệ sinh ở các nơi để cho các em đi đến trường theo cái sự phân luồng, tránh cái hiện tượng là các em đi tập trung, tổng vệ sinh ở các nơi, phun khử khuẩn ở các cái khu vực mà để chuẩn bị cho các em là sẽ đến trường một cách mà an toàn nhất. Các nhà trường đã sẵn sàng nhưng học sinh vẫn chưa thể tới trường. Điều quan trọng nhất hiện nay là phải đẩy nhanh tiến độ tiêm vaccine cho giáo viên. Bởi đến hết tháng 10 năm 2021, còn khoảng 20% giáo viên bậc trung học phổ thông, 60% giáo viên từ bậc mầm non đến trung học cơ sở chưa được tiêm mũi 2.